Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Harry Trader. Mình là Harry. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái clip tiếp nối trong cái series clip về phân tích kỹ thuật. Hôm trước thì là mình đã làm được hai clip rồi. Clip đầu tiên đó là clip mình nói rằng là các lỗi kinh điển khi phân tích kỹ thuật. Clip thứ hai là mình chia sẻ về những cái tiêu chí cần phải đặt ra, cần phải đạt được khi các anh chị và các bạn phân tích kỹ thuật. Và clip thứ ba ngày hôm nay thì thực ra mình sẽ nói về cái cách rèn luyện. Có nghĩa là bây giờ các anh chị cứ hình dung như là chúng ta đã nhìn thấy bệnh rồi này. Chúng ta đã có cái tiêu chuẩn để đạt đến rồi này, tức là cách chữa bệnh đã có rồi này. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách rèn luyện xem là làm thế nào để có thể thành thục trong phân tích kỹ thuật. Thì thực ra các anh chị và các bạn hình dung được là những người mà phân tích kỹ thuật như chúng ta có một cái thiệt thòi, bản thân mình thôi, có thể các anh chị khác không có, bản thân mình có một cái thiệt thòi, đó là cái nguồn dữ liệu về thông tin cơ bản là chúng ta hoàn toàn thua hẳn banh, thua hẳn các trader khác ở những cái tổ chức quỹ, và thực ra là chúng ta còn thua cả những người được đào tạo chính quy. Thì cái việc mà không được đào tạo chính quy như thế thì nó làm cho bản thân mình suốt một thời gian dài là mình chẳng biết, mình vào thị trường mình chẳng biết là mình cần làm và cần đạt được cái tiêu chí gì đó. Và nó dở một cái là thị trường khi mình không biết một cái gì thì mình vẫn giao dịch cả lúc được lúc mất, và những cú được thì nó tạo cho mình một cái cảm giác là hy vọng rằng là mình sẽ có thể là giữ được cái phong độ đấy. Nhưng khi những lần mất, những lần SL, thậm chí là SL vẫn đúng quản trị rủi ro nhé, nhưng nó vẫn làm cho mình rất là khó chịu, và mình cảm thấy rằng là không chấp nhận được cái việc là lỗ đó, và mình có xu hướng là nhảy vào để trả thù nó, và càng trả thù thì càng thất bại, càng trả thù càng thất bại, và cuối cùng là các anh chị biết rồi đấy, cái đau thương sẽ đến, cuộc sống gần như là bế tắc, thậm chí là có những lúc các anh chị phải hình dung được là không biết đáy ở đâu luôn, tức là nó gần như là dưới đáy xã hội luôn, thậm chí là còn không thấy đáy ở đâu, nó rất là khổ. Và cái quãng thời gian đó là quãng thời gian kinh khủng nhất. Thế thì để cho các anh chị và các bạn hình dung được rõ hơn cái tâm huyết của mình khi mình chia sẻ cái chủ đề này, thì mình vừa chia sẻ cái câu chuyện đau khổ của mình ra, thì mình tin là rất nhiều anh chị và các bạn, những người nào mà nghiêm túc với thị trường này, với cái nghề của chúng ta, thì đều có cái quãng thời gian là khó khăn nhất định. Tùy từng người với mức độ khác nhau, nhưng chúng ta sẽ không thể so sánh được ở cái mức là với cái người này khổ như thế thì so với cái tiêu chuẩn của chúng ta thì chưa là ăn thua gì. Không phải, với mỗi một người ở cùng một cái hoàn cảnh thì đều có cái mức độ, và với bản thân họ như thế có thể là rất là ghê gớm rồi đó. Nên là chúng ta sẽ không phán xét nhau ở cái việc là ai đúng ai sai, ai khổ ai sướng, như là không có, mà chúng ta sẽ cùng nhau là chia sẻ cái quan điểm cá nhân của nhau, và dựa trên tôn trọng là dựa trên cái nền tảng là chúng ta tôn trọng sự khác biệt để đóng góp và đón nhận những cái ý kiến của từng người để có thể là chúng ta chắt lọc được những cái điều hay, loại bỏ được những cái điều dở để là hoàn thiện bản thân hơn. Vậy cái chủ đề ngày hôm nay là phân tích kỹ thuật cần phải rèn luyện những cái gì. Thực ra các anh chị và các bạn nếu đã xem hai clip vừa rồi của mình, mình cũng sẽ để lại hai clip đó ở dưới phần mô tả để các anh chị vui lòng là anh chị nào chưa xem thì xem lại giúp mình nhé. Ở cái tiêu chí là chúng ta hoàn toàn chỉ có biểu đồ để phân tích, thế thì cái câu nói kinh điển trong phân tích kỹ thuật đó là giá phản ánh tất cả như thế nào, biểu hiện trên biểu đồ như thế nào. Thì ở đây những anh chị nào nếu như là không học nền tảng về kinh tế ra, thậm chí là cả những anh chị học nền tảng về kinh tế thì vẫn vướng phải cái lỗi đó, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái câu nói rằng giá phản ánh tất cả, đặc biệt là với thị trường Forex. Thì cái câu nói đó mình cảm nhận rằng là nó đúng
thậm chí là rất đúng. Và đấy là cái điều may mắn khi mình nhìn ra là như thế này. Các chị hình dung được là thị trường Forex là thị trường vô cùng lớn. Nó được hình thành và phát triển dựa trên nền tảng là sự giao thương giữa các quốc gia. Khi có sự giao thương giữa các quốc gia thì phải có sự trao đổi về hàng hóa. Qua đó thì cần phải có một cái tỷ lệ quy đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác, đó là cái tỷ giá. Và cái tỷ giá đó, giá trị của nó lên xuống hay sao là do cái lượng cung cầu giữa đồng tiền này và đồng tiền kia. Tức là cái mỗi một quốc gia sẽ phát hành ra một cái đồng tiền với một số lượng nhất định. Ở đây mình không nói là cái tiền mặt, mọi người đừng có hiểu nhầm là cái tiền mặt nha, không có. Tức là cái quyền mua quyền bán cái đồng tiền này để ở trên cái thị trường liên ngân hàng á, là nó sẽ là nói chuẩn hơn là từ gì nhỉ? Từ tín dụng. Nó sẽ là cái quyền mua quyền bán đó, nó sẽ là cái tác nhân chính cho cái việc là tỷ giá của đồng tiền này so với đồng tiền khác nó thay đổi. Thì cái điều này nó đúng với các nước phát triển, những nước mà thả nổi về tỷ giá, và nó không đúng với lại Việt Nam và Trung Quốc, những cái nước là neo tỷ giá, đúng không ạ? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta không có thông tin cơ bản, trong khi đó chúng ta biết rằng là có rất nhiều cái yếu tố tác động đến sự thay đổi về cung cầu của dòng tiền của từng đồng tiền, và như thế là nó sẽ tác động đến tỷ giá. Những yếu tố về, các anh chị biết là về chính sách kinh tế này, về thông tin chính trị này, thậm chí là những yếu tố bất khả kháng và bất ngờ, ví dụ như là chiến tranh, thiên tai, địch họa, nó đều tác động ngay lập tức đến tỷ giá, đến cái sản phẩm tài chính mà chúng ta giao dịch. Đó, thế thì những cái yếu tố đấy làm sao chúng ta phân tích được ạ? Kể cả những người mà ở những tổ chức lớn, ví dụ như bank, hay là những định chế tài chính lớn, những tổ chức quỹ lớn, thì họ cũng không thể lường trước được những thông tin mang tính bất ngờ, ví dụ như bác Trump bác lên bác tweet một câu, hay là anh ủn anh ấy hứng lên anh ấy lại làm cho quả tên lửa ra cái biển Nhật Bản chẳng hạn. Nó vu vơ, nó không nhắm vào một ai, nhưng có những động thái ở từng thời điểm nó sẽ mang tính chất là truyền tải thông điệp của họ. Và cái thông điệp đó nó ngay lập tức là nó tác động đến những nhà đầu tư trên thị trường, đặc biệt là những con cá mập. Và khi họ tác động đến cái tâm lý của những nhà đầu tư đó, thì là có phải là họ sẽ đưa ra quyết định mua bán. Vì bác Trump tweet thế này nên họ nhảy vào mua, vì anh ủn nói thế kia họ nhảy vào bán, hay vì ông Tập Cận Bình ông ấy là có động thái nào đó chẳng hạn thì họ cũng có đưa ra quyết định mua bán. Như vậy tất cả những cái thông tin mà chúng ta không thể lường trước được, kể cả những thông tin thông báo định kỳ như là các cái chỉ số kinh tế, hay giống như là non-farm của Mỹ, hay là CPI, PMI đó, tất cả những cái thông tin đó thì ở tầm level của chúng ta, những retail trader, thật mình gọi là những trader nhỏ lẻ, đều không thể tiếp cận và đều không thể lường trước được. Chúng ta chỉ có thể hiểu được là khi những thông tin đấy đưa ra thì người ta sẽ tác động đến cái phần là cung cầu trên thị trường. Vì sao? Vì người ta nhảy vào tham gia mua bán. Nếu như thông tin xảy ra mà không có ai mua cũng chẳng có ai bán, thì chắc chắn là cái giá cả của hàng hóa với thị trường Forex là cái tỷ giá nó vẫn giữ nguyên. Vì sao? Vì cái lượng cung cầu đấy có ai tác động vào đâu. Đó, nên là ở đây các chị hình dung là này, phân tích kỹ thuật với góc nhìn của mình, khái niệm của mình, chính là dựa vào cái biểu đồ của chúng ta để dự báo xem là cái dòng tiền đó đang được mua bán như thế nào, cái sản phẩm đó đang được mua bán như thế nào, thì từ đó chúng ta dự báo được là cái chênh lệch cung cầu nó xảy ra, thì nếu như mà cầu tăng thì giá nó sẽ tăng và chúng ta mua trước, nếu cung tăng thì giá nó sẽ giảm và chúng ta bán trước. Vậy thì ở đây cái kỹ năng rèn luyện của chúng ta là rèn luyện cái gì? Nó chính là cái kỹ năng quan sát và kết nối dữ liệu. Các chị nhớ nhé, phân tích kỹ thuật, rèn luyện phân tích kỹ thuật là rèn luyện kỹ năng quan sát là một này, kết nối dữ liệu là hai này. Đó, rồi khi biết được hai cái tiêu chí đó rồi, chúng ta cần phải đặt ra những cái tiêu chí sâu hơn, đó là quan sát thì quan sát cái gì, kết nối dữ liệu như thế nào. Ở đây mình lấy ví dụ nhé, chúng ta sẽ quan sát này. Thứ nhất là chúng ta quan sát những vùng giá mang tính chất chiến lược,
tức là trong quá khứ nó đã từng là vùng cung, vùng cầu, ở đó xảy ra những cái sự chênh lệch về giá và từ đó xuất phát ra những cái xung lực mạnh về mua hay bán, tạo cho giá di chuyển đi lên hay đi xuống. Thì những vùng giá đấy nó mang tính chất chiến lược như thế. Đây câu hỏi đặt ra là liệu khi mà giá trong tương lai quay trở về những vùng giá đấy thì nó còn mang tính chiến lược như vậy hay không, là một. Cái thứ hai là với cái góc nhìn này, với cái khung thời gian này, chúng ta nhìn thấy là nó cái vùng giá đấy là nó mang tính chiến lược như thế này, nhưng trong bối cảnh hiện tại thì nó có còn khả quan hay không, tức là cái xác suất nó có còn cao hay không. Vậy thì làm sao để giải quyết được cái vấn đề đó, đúng không ạ? Thì có thể là chúng ta sẽ phân tích đa khung thời gian. Các anh chị hình dung này, ví dụ như là trên tuần thì đang là vùng cung, nhưng ở trên H4 thì lại là vùng cầu. Nào bây giờ chúng ta giải quyết thế nào, mua lên hay bán xuống đây? Thì rõ ràng cái đấy đòi hỏi các anh chị và các bạn là cái óc suy luận, suy đoán. Mà suy đoán ở đây là suy đoán dựa trên cái cơ sở mà các anh chị biết về phân tích kỹ thuật, biết về thị trường, tức là nguyên lý thị trường nó là cung cầu, và biết được là cái nền tảng cung cầu đó nó dựa trên cái nguyên lý về kinh tế vĩ mô. Thì rõ ràng là nếu như những anh chị nào và các bạn vào thị trường với một cái tiêu chí rằng là phân tích kỹ thuật chỉ đơn giản là dựa vào các chỉ báo, chỉ đơn giản là dựa vào các chỉ báo, thì mình khẳng định luôn 99% là trước sau thì chúng ta cũng sẽ ra đi, không bao giờ có thể thành công được với cái tiêu chí đó. Đó là điều mình có thể dám khẳng định. Bởi vì các chị phải hiểu này, ăn may thì có thể có, nhưng đã là một nghề mà chuyên nghiệp với nó thì chỉ có những người là thực sự là hiểu bản chất của nghề và trải qua những cái thăng trầm với nghề thì mới có thể thành công được, tồn tại và phát triển, thậm chí là giàu với nghề. Chứ còn mình nói thẳng luôn, một vài cú ăn lớn chẳng ăn thua gì cả, rồi cũng ăn lớn được thì cũng mất lớn được thôi, vì bản chất là cái gốc và cái móng chúng ta không có. Như vậy ở đây mình kết luận lại một lần nữa này, với phân tích kỹ thuật các chị cần phải hiểu về nguyên lý thị trường, không sâu nhưng phải hiểu nguyên lý cơ bản, phải biết thế nào là cung là cầu và cái biểu hiện của cung cầu trên thị trường nó như thế nào, nó biểu hiện ra, biểu đồ ra làm sao đó. Và khi đó thì chúng ta mới biết được là chúng ta cần phải quan sát cái gì, ví dụ như là quan sát các vùng giá xem nó có mang tính chiến lược hay không. Đấy chính là tiêu chí gì ạ? Location, đúng không ạ? Hai nữa là quan sát cái dòng tiền. Thì có phải là các anh chị phải hình dung được là nếu như chúng ta không nhìn được cái dòng chảy của giá cả, dòng chảy của cái hàng hóa đấy nó đang như thế nào, thì chắc chắn rằng là các anh chị không thể phát hiện được cái vị trí, mà cũng không đánh giá được cái vị trí mà các anh chị nhìn ra, đó là liệu nó có mang cái tính chất là chiến lược hay không. Nó khác nhau nhé. Mình hay lấy cái sự quan trọng của các vị trí bằng cái ví dụ như thế này. Các anh các chị hình dung này, trên thị trường là phe mua và phe bán đánh nhau, thì nó giống như hai đội quân đó. Giả sử như Việt Nam mình và Trung Quốc đánh nhau, chúng ta đánh nhau ở Hoàng Sa và chúng ta mất Hoàng Sa chẳng hạn, thì có vấn đề gì không? Có thiệt hại không? Có. Nhưng mà nó có nặng không? So với lại cái tình hình của chúng ta bây giờ nó có nặng không? Tất nhiên là nặng, nhưng không đến mức là kiệt quệ, đúng không ạ? Nhưng nếu như là cái vị trí mà chúng ta đánh nhau mà ở Hà Nội, mà nếu chúng ta để mất Hà Nội thì gần như là sẽ mất nước. Họ sẽ kiểm soát từ Hà Nội, sẽ kiểm soát gần như là ít nhất là phải 2/3 cái đất nước chẳng hạn. Ví do mình lấy ví dụ thôi nhé, để cho mọi người hình dung được là cái vị trí nó quan trọng như thế nào, cái location nó quan trọng như thế nào trong cái việc phân tích kỹ thuật. Và từ cái vị trí đó các anh chị sẽ hình dung ra được nó mang tính chiến lược như thế, vậy thì cái xung lực phát ra từ đó này, cái dòng tiền chạy ra từ đó này, cái sự chênh lệch cung cầu xảy ra từ đó sẽ là nó sẽ làm chủ ra thị trường trong giai đoạn còn lại. Đấy chính là cái gì ạ? Đấy chính là cái phần kết nối dữ liệu, đúng không ạ? Các anh chị nhớ này, rèn luyện kỹ năng quan sát và kết nối dữ liệu dựa trên cơ sở là chúng ta hiểu biết về cung cầu, hiểu biết về nguyên lý thị trường đó. Dần dần chúng ta sẽ đạt một cái mức gọi là thành thục, trải nghiệm nhiều thành thục, để làm sao chúng ta có thể đo lường được là cái phân tích của chúng ta, cái xác suất nó có cao hay không. Nếu mà nó cao thì ok, chúng ta add bài quản trị rủi ro vào là chúng ta có thể là giao dịch được rồi đó. Còn nếu mà mình thấy là nó chưa cao thì rõ ràng chúng ta cần phải rèn luyện tiếp,
Và lúc đang còn rèn luyện thì không phải mục tiêu là kiếm tiền, nên các anh chị đừng có dại dột mà mở tài khoản lớn ra để làm cái gì, trước sau thì nó cũng đi thôi, hoặc nếu không đi thì các anh chị sẽ hỏng tư duy luôn nha. Đấy là cái điều mà tâm huyết của mình muốn chia sẻ. Thì cái clip của mình hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và hỗ trợ mình là follow và share kênh YouTube của mình. Xin chúc mọi người một cuối tuần thật là yên vui ở bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở trong các clip sau.